Thật ra đẩy lên, đẩy lên. Không có gì. Không có gì, chúng ta cùng cuộc để bắt đầu. Bất cứ gì không? Lần đây là con lồ đến từ phía sau. Thôi, 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 lại. Xin chào cả nhà, hôm nay là mùng 3 Tết rồi và Thi đang ở Tuy Hòa để ăn Tết ở quê vợ. Yên bình, tĩnh lặng và đầy chất thơ đó là 78 thân thương đây nè. Và video clip ngày hôm nay sẽ là một trận banh mà mình đã đá hồi trước Tết cách đây 2 tuần. Trận banh tân niên cùng với Sky Ngập Tràn, đội đã giành chức vô địch tại giải Mừng Xuân mà mình e clip cách đây mấy ngày đó. Và bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Hello anh em, và một buổi chiều tím rệm tại đây. Và trong kia có một trận giữa Manchester City và Manchester United. Và mình đá bên Manchester United với chiếc áo số 20. Ok. Đó, mà mình đã mấy anh em bên Man City chào mình rồi. Đó, có bình luận viên luôn. Nói chung là hôm nay mình đi đá trận tất niên của đội Sky Ngập Tràn, một cái đội banh cũng đá rất là tốt tại sân Vườn Lài quận 12 này. So với Tân Bình FC cũng hay đá đây thì cũng là ngang ngửa, và Sky với lại Tân Bình FC của mình là gặp nhau rất là nhiều. Tân Bình FC hôm nay đi đá giao lưu dưới Vũng Tàu rồi, còn mình thì kẹt việc, mình không có đi ra được, nên thật ra mình ở đây mình đá trận tất niên với lại Sky Ngập Tràn. Sky Ngập Tràn thì hình như là quân chia đều hai bên đội hay sao á, nãy mình nhìn vô mình thấy như quân chia đều bên hai đội vậy. Là đây là một trận mà Sky Ngập Tràn chia đôi ra đá và mình đá bên màu đỏ, đó là Manchester United, yeah. Và còn lại là Manchester City. Ok, thấy hơi trễ nên ra giờ thay đổi cái đấy, thay đổi nha. Ngày hôm nay bên phía đội hình của FC47 đang có sự xuất hiện của Minh Percy màu số 21, số 14 Minh Đức, số 18 Phúc Vinh, Văn Riều cầu thủ màu số 16, số 13 Lộc David, số 20 Thiệp Đoàn, số 12 Viết Hiệp, cầu thủ thủ thành màu số 1 Sơn Dũng, và cuối cùng là số 19 Tí Tí. Ở chiều ngược lại bên phía đội hình của đội bóng Sky Ngập Trời, họ có sự xuất hiện của đội trưởng màu số 16 Long Cali, số 5 Lý An Vét, số 6 Thái Biểu, số 7 Kiệt Sư Rô 7, số 18 Tâm Tony, số 3 đó là Bầu Hải. Vừa rồi là bàn thắng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay, rất bất ngờ. Có lẽ chúng ta phải cần đến một pha quay chậm để hiểu rằng điều gì vừa xảy ra. Một tình huống triển khai thứ chưa như là không có quá nhiều những sự nguy hiểm, nhưng đó là một tình huống dứt điểm trái pha, và đó là tình huống mà thủ thành Mã Hoàng Phúc đã bó tay hoàn toàn. 1-0 dành cho những cầu thủ của đội bóng FC47. Và những giây phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất, bàn thắng được ghi vào giây thứ 50. Thiệp Đoàn vẫn có thể giành lại được quyền kiểm soát bóng. Kiệt Sơ 7, một quả chuyền ngang qua Đạp Percy, vẫn là số 14 Đạp Percy tìm kiếm một khoảng trống và tung ra một quả dứt điểm. Vẫn còn 1-0. Người ghi bàn lần này đó là cầu thủ màu số 3 Bầu Hải. Qua một tướng mà tướng chưa như Đạp Percy số 4 sẽ tung ra một quả dứt điểm, nhưng đó chính xác là một đường chuyền về vị trí cột hai, nơi mà Bầu Hải đã đứng vị trí rất trông trải và thoải mái. 1-0. Thuống lựa chọn vị trí chuẩn xác của Bầu Hải. Không vào. Ok. Nhanh dữ. Ngôi sao bóng đá đường phố Phạm Trọng Thị, tức thì phía tại Sóc Trăng cũng đã được xuất hiện. Rõ ràng là không thể lần với bất kỳ một ai được ở trên sân. Mình
Không ngon lắm. Về Kiệt lại, về Kiệt lại. Kiệt. Keeper hay. Rồi. Hey. Chào không có ai hết. Chào không có người. Rồi đá về anh, đá về anh. Đá về. Ôi. Tay ơi. Okay. Trời ơi. Hơi cao rồi. Cắt xíu được. Bây giờ kìa. Anh đang chơi cao nhưng rõ ràng bàn nào thì vẫn chưa đến được quá nhiều. Đó. Ồ. Ha, không ngon. Cái dở quá. Bị bị cô nhiều nhiều nhiều. Ok ok. Tốt cô ơi. Chị gọi luôn. Đâu? Chết tôi. Ấy chà, cận Tết rồi mà mấy anh em đá máu lửa và nguy hiểm quá vậy nè. Sao sao? Sao đâu? Có à? À, đường ngón cái là ok rồi nè. Ok. Không ổn. Không ổn, tụng máu qua đây. Kìa. Không sao. Ok. Giờ nó đến là hành tệ chuẩn bị chứ. Ủa, kêu ok mà sao vòng năm đó vậy? Diễn sâu vậy lâu. Cô ơi. Đây đây đây. Lấy lâu. Defense time. Rất tốt trong chỗ này. Liên bàn. Tốc độ của Lý cũng là cực kỳ ổn định. Dậy lại, dậy lại. Thôi, thôi, mình đã. Sau lưng. Và Percy. Nói lần này thủ về số 1A lớp David. Và một quả phát động không rất là nguy hiểm. Này là đau thiệt chứ không có ăn vạ nha. Trọng tài đứng kế bên luôn, ăn vạ là biết liền à. Mà ham giữ banh quá nên đá đâu cũng bị ăn đòn hết. Chờ chừa nhé. Trời ơi. Ây da, nó đè đây. Ăn kiệt, chữ phải luôn. Oh. Ah. Bỏ luôn kìa ơi. Vẫn là một quả chuyền thành công của Napoli. Đây 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 đây. Ok. Wow. Kệ 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 kệ. Chờ đấy, kệ ngang kệ 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 kệ.
Chị ơi không. Ok. Tại hiện thi đấu này hai đội cùng sẽ tổ chức trao đấu phân phẩm. Bên phía tay trái là màu áo đỏ của Sky Ngập Trời. Và trường còn lại bên phía tay phải là màu áo xanh. Em lên lại. Sơn 47. Chậm thủ. Bỏ. Lấy luôn đạn. Về đạn. Ok. Lấy luôn đạn ơi. Ồ. Trời ơi. Trần Thị. Yo. Đây. Chậm thì. Cắt. Tạo xuống đấy. Đưa đây. Đây. Tạo xuống. Chậm thì. Ăn. Ok, ăn. Rồi, vô Egon. Bấm đi ngay vào vị trí mà. Lúc cái này. Nè, đá. Đi bắn cửa xuống lại chậm thì. Ok. Chết tôi. Ok. Chậm thì. Cầu thủ mất bóng trong thú này và phản công 3-1. Một quá chuyển sang biên được không đây? Một quá chuyển sang thiệp đoạn. Và đó là một đoạn để tỷ số trận đấu lên về 2-1. Sau đây trường thứ vừa rồi. Đây. Một quá chuyển sang. Chậm thì. Rồi em lại. Tóm anh. Đây, em lại. Ok, rồi lên Tảo rồi, đá mạnh Tảo. Đấy. Rồi dứt điểm. Lấy phút. Tiếp luôn bạn. Nè. Lâm David. Đang nóng hơn. Tương đối nhiều so với trận đầu tiên. Ngã về thời. Quá thừa bàn. Quá đồng đội và điều này khiến cho yếu tố bất ngờ là không còn được. Không có lỗi trong thứ này lên bóng để cho Hoàng Lao. Từ ơi kìa ơi. Từ ơi.
liệu rằng những hòa thời điểm còn lại có thêm bàn thắng nữa hay không đây? Kê xin lỗi đã được xuất hiện. Kê Trọng Thịnh, cú bắn thành công của Trọng Thịnh. Không là Trọng Thịnh. Long, Long Cali, chúng tôi chơi thế này. Long Cali, Long Cali. Bóng đi chìm, bóng đi xa xa. Tạm biệt. Bây giờ là quả ra chân được đá ra bởi Nhập Uyên. Trọng Thịnh vẫn có chuyển lên chuẩn xác. Và đây là Cát. Ok. Bỏ kiện. Lúc lượm banh là lúc nhìn nè. Lúc lượm banh là lúc nhìn nè. Đó. Lâm Cao Linh. Và dự điểm từ xa của Lâm Cao Linh. Không khó với các chung. Đủ rồi, đại kiệt. Lâm Cao Linh. Long. Đưa lòng. Kia cho thứ vừa rồi. Kia sư 17. Vẫn là sư 17. Sầu kiếm sức ngọt của sư 17. Không thể vượt qua được một lúc hai cầu thủ đến từ Đồng Bào Sân. Chân đầu đá gì? Hoài Bình Hàm. Minh Bơ Sình. Không có lỗi trong thú này và một quả chuyền ngang qua biên. Đưa chuyền vào. Không vào. Bóng đá chạy rất nhanh và cột sáng ngang trong thú vừa rồi. Chính xác là một dàn thú vừa rồi các bạn. Thủ tướng đã bóng đi quá khó. Và thủ tướng cũng thêm một lần nữa đứng trôn trọng. Rất đáng tiếc. Đội bóng dành cho những cầu thủ của đội bóng đá. Một quả chuyền ngang. Lần này là một lỗi đến từ phía sau. Lại. Gì đâu? Không gì đâu. Ok. Mấy ông chấp nhau ghê. Không biết rồi. Nói thiệt luôn là pha này mấy ông diễn với nhau sâu quá. Mình suýt tí tin luôn á chứ. Cơ mà coi lại tình huống quay chậm thì thấy ông số 7 quá thiệt. Quất cho ông Kiệt đo ván xong lặng lẽ trốn cho mấy ông kia tự xử với nhau. Quái này ai quái bằng mấy ông nữa hả ông số 7 kia. Ném. Đây Long. Trời ơi Long ơi. Ok Long ơi. Trận đấu đang rất nóng vào thời điểm này. Văn Dũng. Long Cali. Kiệt xin rồi bảy. Vừa một rất gọn của Kiệt. Ê. Hay quá anh ơi. Tốt kiệt. Yeah. Chúng ta cùng xem trận này và thứ này chúng tôi sẽ hay quá, chích mũi ghê quá. Bóng đá chạm chân của người ngồi phía trên này chưa?
Đó là anh Tạo ơi. Một quả chích bối dày. Tay cái nữa ơi mất rồi, kiệt sức rồi bảy, kiệt sức rồi bảy. Một quả dứt điểm, bóng chạm tay và sẽ là một quả đá phạt trực tiếp. Lúc này mới quay hết pin, mình cũng hết pin luôn nên ra nghỉ thôi. Anh em đá với nhau tiếp vui vẻ nhé. Kha kha kha. Long Cali Kiệt CR7. Quả chuyền chưa thành của Kiệt. Cựu Coutinho. Rất ngọt của cựu Coutinho. 4-2. Không cần phải trình diễn quá nhiều. Một trận đấu derby cực kỳ quan trọng. Và rõ ràng là đội bóng xanh FC47 không muốn để thua. Cựu Coutinho. Vẫn là cựu Coutinho. Quả chuyền hay Hoài Braham. Vẫn còn trận tuyến này, bầu hải Hoài Braham. Không phải là một lượt chuyền mà là một quả dứt điểm. 5-2. Minh Đức, quả người rất ngọt của Minh Đức. Vẫn là nỗ lực của số 41 quá chuyền. Bàn thắng thứ 3 đã đến đối với đội bóng xanh. Rất nhanh trận thứ 1 rồi. Cần phải chơi cực kỳ lan xả của Lý An Vét. Minh Đức, Long Cali đến từ phía sau. Và có lẽ là một tấm thẻ vàng hay không đây. Rất nhiều những tình huống tranh cãi ở trên sân. Đá banh trả lộ ấy sao đúng. Đá banh trả lộ ấy sao đúng. Chúng ta cùng chờ xem. Ok á. Minh Đức, một quả chuyền và dư luận về hôm nay bóng đi lừa vô luôn, ghê thiệt, vô luôn. Bây giờ là 4-5 lừa bạn, bàn thắng đã được công nhận rồi. Về về cho 5 đều là hết giờ, hợp lý ha. Vẫn không vào. Hết giờ. Ok Đạt ơi. Yeah. Hay quá. Ồ Hải ơi, chưa có bàn. Tốt tâm ơi. Ok, kết thúc trận derby Manchester United với Manchester City. Sky ngập tràn với kết quả là áo đỏ thắng 5-4 nha anh em. Và thực ra thì kết quả cũng không quan trọng đâu, chỉ là cả hai đội xanh và đỏ đều là anh em một nhà. Sky ngập tràn chia đôi ra đá và kết quả chẳng có vấn đề gì cả. Chủ yếu là đá xong ăn tất niên nhậu. Nay mình không nhậu nha. Tại bữa giờ mình cũng không có nhậu. Chủ yếu là đá xong rồi anh em làm một cái buổi tất niên thật là vui vẻ để chuẩn bị đón một cái Tết thật là ấm no cùng với gia đình. Ai về quê thì về quê, ai không về quê thì ở đây ăn Tết cùng với nhau. Ở đây mình đang nói là ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì anh em nào có về quê thì mình gửi lời thượng lộ bình an, về quê an lành. Và chúc cho tất cả mọi người mỗi một cái mùa xuân thật là an lành, hạnh phúc và thật nhiều là sức khỏe. Đó, đá banh phải có sức khỏe nha. Rồi những cái pha bóng mà vô bóng mạnh chân trong sân hay là la ó hay cãi lộn trong sân thì chỉ là anh em giỡn nhau thôi. Sau trận đấu thì yeah, chúng ta là người một nhà mà đúng không nào. Rồi vậy nha, anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ các video clip của mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Mình là Phạm Hiếu Thi, xin chào, hẹn gặp lại. Trên trời trăng sáng quá đi à.